Xin chào tất cả các bạn và quý khách. Hôm nay mình sẽ quay trước bài C Q7 bản 2020 vừa được về Việt Nam. Đợt này bên mình về là có hai màu, màu trắng và màu đen. Đây mình đang quay phiên bản màu đen. Động cơ của một động cơ của bài C Q7 này là động cơ 1.5 turbo tăng áp. Bản này bản Elite E. Các bạn đang xem bản cơ bay CQ7 này là bản 5 chỗ bạn nhé, 2020. Bên mình đang tặng thảm 5D và kính chắn 3M. Bay CQ7 để sử dụng hộp số CVT vô cấp. Bay CQ7 này bên mình cũng đã cung cấp rất nhiều ở Việt Nam mình rồi. Bản 2020 chiếc bay CQ7 này nó cùng phân khúc cả SRV, Nissan Nexchai, cái này Tucson, Mazda CX-5. Ưu điểm của bay CQ7 này nó là giảm xóc đa điểm, rất là êm và động cơ turbo nó cho mình được tiết kiệm xăng. Bây giờ mình các bạn xem vào trong nội thất. Nội thất của bản E này thì nó chỉ có một màu đen thôi. Nó màu đen các bạn nhé. Bản này là bản 4 túi khí. Em không nghĩ là về đấy sẽ đi vào đây. Thế là người đấy vào thật luôn. Về đấy sẽ vào thật luôn. Trên vô lăng thì vẫn đầy đủ. Các bạn nhìn thấy trên vô lăng, tất cả vô lăng vẫn đầy đủ. Chiếc Q7 này các bạn nhìn thấy với option ở trong thì nó làm rất là khôn. Xe Trung Quốc, người trước các cụ mình thường thường hay nói là hàng Thượng Hải mà hàng Bắc Kinh. Đã là hàng Bắc Kinh thì các bạn không bao giờ suy nghĩ. Ở Bắc Kinh họ sản xuất đó là của Trung ương. Nghe về chế độ an toàn rồi các thứ rồi thì chiếc bay CQ7 này cũng là có tiếng kêu sát là bạn để chìa khóa ngoài rồi. Chiếc bay CQ7 này nó cũng có điều khiển giọng nói các bạn nhé. Bay CQ7 này thì có 4 túi khí và màn hình là màn hình cảm biến. Hệ thống an toàn thì cũng là tương đối các bạn ạ. Có camera lùi. Và đặc biệt nó rất quan trọng là nó có chế độ auto hold. Phanh tay điện tử auto hold với chế độ này nó rất là quan trọng. Có thẻ cắm, có đèn LED. Cửa nóc Paraloma.
cũng là có ghế điện mấy các bạn nhé, ghế cái lái đã chỉnh điện rồi, có số thể thao, phanh tay điện tử rồi. Nói chung là với ốp sầm tầm tiền này thì cũng tương đối là nhiều đó các bạn. Khóa tầm Paranoma 2020 rất là rộng, giảm sóc đa điểm, chế độ an toàn cũng rất là cao, khoang ảnh khoang để đồ rất là rộng các bạn, khoang để đồ rộng lắm. Đèn kim sa các bạn nhé, đèn ánh kim các bạn này, các bạn nhìn nó lấy ánh kim này, đèn này đèn xịn luôn đó, đèn nhà máy, đây mình mở cửa lóc để cho nó sáng, quay cho các bạn xem nội thất, chìa khóa thông minh, các bạn nhìn ghế da rất là xịn. Rồi các bạn để lại số điện thoại ở dưới, hoặc các bạn qua các hệ thống ở cái link của mình để chạy thử. Cái xe vừa về xong vẫn còn mới này, mình cũng chưa bóc, bóc ni lông không nữa. Rất xịn sò. Và các bạn qua 170 Vân Cừ chạy thử. Để số điện thoại dưới bên mình sẽ tư vấn thêm các bạn nhé. Xin chân thành các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều.